tiệm vàng. Có giờ cũng khó kiếm lắm ạ. Đây anh đang tiệm vàng này. Thôi không. Hả? Không lắm. Sao mà không thấy nè? Ừ, mấy chiếc ở ngoài quảng này người ta thường để đó. Có mộng không ta? Đây là tiền giả. Đủ rồi. Quá là tiền giả. Cái mộng đâu đâu? Cái mộng đâu anh? Đây đây, cái mộng nữa. Đây đó đúng không? Phải vậy. Thường thường là vàng nằm ngay cái đầu lô nói liền cái đầu tiếp đó các bạn. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình xem chiếc xe cuốc đập một chiếc ghe khá là lâu các bạn. Chiếc này có chiều ngang 4m2, dài 14m5 ha. Chiếc này có cái quán ghe ở ngoài Quảng Đà nha các bạn. Thì theo thông tin mình được biết thì cái chiếc này có tuổi thọ 40 năm rồi các bạn. Nhưng mà đã ở trên nụ này 10 năm rồi. Nhưng mà thì đậu trên nụ thì nó cũng có chỗ chặt hẹp với gỗ bọng ở một nát hết rồi. Cho nên là sẽ bắt tài công đằng kia sẽ lấy chiếc xe cuốc để đập bỏ cái chiếc ấy nha. Bây giờ các bạn cùng xem nha. Chiếc xe này nó cũng yếu rồi các bạn. Đó, bây giờ thì sẽ bươn cái đít xuống này. Ghê chưa? Tua xe cuốc Hitachi 045. Thì ở đây ở quê mình nó còn gọi là chiếc Cube nha các bạn. Cho nên là nhiều khi mình nói các bạn xem chỗ nào sẽ sót thông cảm nha. Thì mỗi vùng miền á, chỗ thì kêu xe cuốc, chỗ kêu xe xúc, chỗ kêu chiếc Cube. Chỗ nói chung là chỗ khác thì mình không biết kêu gì nữa. Đó, bây giờ thì bác tài công ở trên kia đang vào cái đít nè. Chiếc này nó có cái quán ghe ở ngoài Quảng Ngãi, Quảng Đài. Gỗ cũng lâu rồi các bạn. Cái ghe xấu giả màng chứ ghe này. Cái này chơi lớn luôn. Cái này một đập lăn ngang cái rồi đã lắm à. Đây các bạn nhìn cái cabin ở trên kìa. Một nát cái chân kìa thấy không. Xe cuốc mà làm mấy cái việc này coi sướng các bạn. Đây cái tạo mục á. Wow, wow. Mà đã thì nghe, có tới nè. Wow. Đây, cái gào đó nè. Rồi giờ cái các bạn xem nha, tàu bác tài công tài xế nãy giờ lộn tài công. À, rồi bác tài xế sẽ dùng cái gào vào cái đít nè. Đó, trước tiên là cái phần cabin nha. Đó, rồi kìa kìa. Ôi oh, wow, nó sướng ghê à. Tối xe cuốc mịt mù luôn. Wow. Rơi chút anh đài liền. Thôi bây giờ mình đi xa xa ra xíu các bạn. Đây đây vô đây nha. Hitachi 045 đây chiếc ghe này. Ghe này ai mà quánh số á, ai mà quánh số chơi số đề á mà lợi chiếc ghe này cầu số là mình nghĩ là nó sẽ có linh thiêng á, tại vì nó quá là lâu rồi. Ồ. Cái cabin rớt xuống trước nha. Video này hơi dài nha các bạn, nhớ đón xem cái phần đập tan nát chiếc xe cuốc ở quên. Đập xe nát cái tàu biển nha các bạn. Ồ, wow, đứt cái trước. Bình. Đây các bạn xem nè. Chiếc này các bạn nhìn cái quán kia xấu giả mang không? Không phải là mình chơi nha, mà ghe xấu thiệt các bạn. Cái lô thì cục ngút à. Giờ thì bác tài xế sẽ vào tiếp nha. Vào ngay cái bụng. Rồi gớt rồi, gớt rồi. Bóp càng, bóp càng. Kêu đàn em hỗ trợ. Xe xúc này hôm đó ra khói mịt mù các bạn. Đây, bây giờ thì tiếp tục nha. Tiếp tục bươn vào hang ổ của một cái chiếc ghe đã sử dụng 40 năm. Và có thời gian là gần 10 năm ở trên ụ. Wow, wow, nè cái này coi mới sướng nè các bạn. Ồ, thấy chưa. Ôi ôi, ghiền chưa, coi ghiền chưa. Ồ, ôi.
vô như là cái ổ mối vậy các bạn. Kìa, chậm nậu. Rồi, thế là một cái cabin đã ra đi. Đó, các bạn thấy chưa? Tại vì cái này đập làm củi nha. Nó mục rồi, nên cây thì cũng sạn được. Nó mục lúc khúc rồi. Chỉ có đem ra chụm đại gần Tết nữa các bạn, chụm làm bánh tét ha. Bây giờ cabin đã sụ xuống rồi, giờ lấy cái gào á. Cái gào để đưa một chú lên để buộc dây tháo xuống nè. Kìa. Wow, như chuyển xiết siêu nhân vậy ha. Nó bạn ghê chưa? Đó, nhìn như xiết vậy các bạn. Rồi chú đã nhăn mặt rồi. Chú đã quen mình nha, cho nên không sao. Ôi má ơi, ghê vậy. Đó, chú lên buộc dây nha. Buộc cabin để lôi xuống. Rồi buộc xong rồi chú đi xuống. Ghe này bảo đảm mặn luôn á, nếu mà xin số đề là chắc ăn chúng thiệt. Tại vì nó quá mùi rồi. Chuột gắn gì mà không bắt được con gắn cho này các bạn. Thả chú kia xuống dưới. Rồi bắt đầu cái gơ cabin. Wow, trời ơi, cái rút giật luôn các bạn, rất là nặng nha. Chiếc ghe giờ đã có hình thù không cabin. Wow, giờ quay gã ra từ mảnh đó các bạn ơi. Wow, cái mảnh này bự dữ nha, trà bá luôn. Rồi cho cái xe khác lại lôi đi từ mảnh đi. Cabin đó. Ôi, một cục. Đây, tới cái phần tiếp theo. Wow, cái bên hông. Đó, vào cái này coi mới đã nè. Lủng là lủng lỗ rồi kìa. Rồi. Pinh một miếng. Tiếp theo vào vô cái này, cái máy đã thay lấy rồi nha các bạn. Lũng này nổ nè. Móc ngay cái bụng đó các bạn. Ôi đủ thủ rớt đồ món rồi kìa. Đó là cái lô á, thì cũng như chiếc như mình nói chiếc ghe này có dùng cái mẫu tàu ở ngoài miền Bắc á. Giật chiếc ghe luôn không? Ngồi đi xe xa mới được. Ôi, nó rớt nó mục. Vào vô cái be đó. Rồi nó giật kìa. Nó giật đều hết các bạn ơi. Ở trong nó như là đất vậy. Đó. Xước xuống cái đùi nữa. Xước vô cái miếng da be rồi. Rồi giờ chú bác tài xế sẽ đi chạy xuống dưới cái mé. Để ở sau đập tới hay sao đây nè. Ủa không chạy đâu rồi chàng. Đây cái đít. Wow, quá dữ ông chính ơi. Cắn vô cái đít rồi. Ở bên kia cũng có một chiếc nữa. Tiếng mộng gì. Bên rồi ơi, bơi luôn cái xe kìa. Dữ dằn, xe lết luôn.
quá dữ các bạn, lết cái xe luôn. Nè tới cái mặt đít nè, quá cứng nha các bạn, xem cái đít nè, cái này là nó bêu luôn nè. Dọn tàu ăn Tết. Vậy giờ nhận cái đít tiếp theo. Ôi ôi, có ra nguyên một về luôn các bạn ơi. Ôi ôi ôi, ra về về luôn rồi. Ôi, phá hủy tất cả. Phá hủy tất cả các bạn. Đây tới cái đít này. Ôi ôi, giống như chiếc tàu chiếc. Ôi. Rồi giờ móc bắt tài xế móc bên kia ha. Ôi. Chiếc tàu huyền thoại là chiếc này nè. Giờ mau vô nửa phần thân rồi. Ôi phá hủy tất cả. Cái chiếc này mà chậm bánh tét cũng nhiều không Tám? Nhiều nặng nhiêu rồi? 100.000 nồi nào nói. 100.000 nồi hả? Củi này than không hả? Đây chú này nãy leo trên nữa các bạn. Nữa cho ông nội bánh tét nha. Cái này để chậm bánh tét chứ làm gì? Thắng bến. Hả? Thắng bến, chủ ủ thắng bến. Dọn bến nè. Đỏ gạo bên kia à, thôi thôi. Rồi tắt máy luôn, sôi nước luôn rồi. Quá nặng rồi các bạn. Ồ nó rỉu rồi. Ồ xong. Đập vô xe đó. Những pha phá vỡ tất cả cho dù chỉ một chiếc xe cút. Bây giờ bác tài xế sẽ bò xe lên nha. Tiếp tục là những màn phá vỡ. Một cái nữa. Xong rồi. Ở đây, ở đây. Đâu rồi, đít ở đâu rồi? Đó là đít tàu đấy các bạn. Để cút lại tắt máy nè. Cái đít đấy. Rồi hỏi tới cái phần ở giữa. Ở giữa rồi ở trên này. Wow rồi. Giờ nó mục. Tại vì các bạn thấy không, nó mua rất là mục. Cái lớp keo đó, nó mỏng như là cái miếng giấy vậy. Rồi tắt máy nữa. Nước sôi rồi. Ôi, ôi, quá trời nhiều củi rồi các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy không, miếng keo rồi. Wow. Một nửa con tàu đã được phá vỡ. Rồi rồi, mọi chuyện đã chấm dứt. Đây các bạn hãy xem tiếp đây. Móc cái be bên kia này. Đó đó, wow wow. Đã nha, nữa chứ.
Nửa chiếc đã được đi xuống rồi các bạn. Đây còn nửa chiếc đây. Đây các bạn xem nè. Đó giờ nửa chiếc nó nằm lần chừng nè. Rồi giờ bác tài xế sẽ bò lên. Hầu bị dính vô cái bánh nữa các bạn. Đây tiếp tục nha, tiếp tục. Cái ụ này thì của anh Văn La Nguyễn nha các bạn. Cái chiếc ghe này thì nó đã nằm cản trở đây cũng rất là nhiều năm rồi. Nó chặt bãi mà nó chứa mũi, chuột, rùa, gắn gì, thậm chí nó vô nó ở rất là nhiều ha. Rùa thì không có đâu, phải nước mặn. Mình nói nó lấp dấp thôi. Còn lại nửa chiếc đó mà nó rơi xuống coi mới đã các bạn. Giờ thì bác tài xế đang chuẩn bị phá vỡ cái đuôi cho nó rõ ràng ra rồi mới tới tiếp tục cái đầu ha. Đang bò lên nè. Đang bò lên. Ở phía đằng này thì có chiếc xe xúc, kẹp cái cabin đi, kẹp đồ món đi các bạn. Kẹp đi cho nó chống bãi á. Đây cái đuôi ở phía sau này. Bám. Đây các bạn xem cái đầu ở phía trước này. Đó. Giờ thì làm gì tiếp theo đây? Dạ. Rớt dép rồi. Đây, bây giờ tiếp tục nha, tiếp tục là cái mũi tàu này. Wow, nhìn như cái phim hành động các bạn. Đó, thấy chưa? Này các bạn xem cái mũi nó nghiêng qua đây nè. Bây giờ trước tiên móc cái lô trước, móc cái cục gì phía trước. Đó, đó, đó. Wow, nặng dữ ha. Xe cút thì không cản được. Binh đầu. Giờ các bạn coi nha, và bác tài xế sẽ lấy cái gào móc nhẹ vô cái mỏ của chiếc tàu, nó rơi nguyên con xuống nè, xịt khối này. Bắt đầu qua. Nhìn nó rất là huyền thoại các bạn. Thấy không? Các bạn thấy trong mục nát chưa? Rồi bây giờ bác tài xế sẽ phá hủy nó nè. Rồi tắt máy luôn. Cuối cùng thì đã thành một đống gỗ đổ nát đó. Wow. Cũng cứng dữ ha, chiếc tàu này. Về là lấy sức mạnh. Cái tàu này nó có cái bè rất là dày nha, bè dày 4 phần mấy 5 phần á. Cái cong nó cũng chênh lệch nhau, tại thường á các bạn thấy không, mấy cái mẫu tàu ngoài dùng ngoài á đóng vậy. Trước tiên mở cái đầu. Wow, kìa lôi luôn kìa. Đặt máy. Yeah. Nè xem nè. Chờ. Không đi luôn rồi. Đứng đơ luôn rồi. Xe đang gồng. Đó một chỗ. Wow, một đống đổ nát, vải trưởng, ngồi lôi luôn kìa, lôi trên bờ luôn các bạn. Ồ,
thấy chưa, thấy chưa. Lôi đi tè 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 luôn. Giờ đập vô cái bên hông cái bụng nha, má bên hông. Rồi lủng một lỗ bên hông rồi. Rồi bươn cái lỗ bên kia rồi. Đây. Bươn cái lỗ này nè các bạn. Tiếp tục rồi máy bư ở trên ha. Bây giờ bư cái lỗ đó trước. À bắt đầu sắn nè. Sắn nè. Đó. Wow, lúng đất luôn. Bạn biết sao không? Tuy là gỗ nó mộc thiệt nhưng mà nó có sự kết cấu của những cái be, những cái cong á, những cái gọi là cái xung quanh đó, cho nên là nó cũng cứng lắm. Nó mộc thì nó mộc nhưng mà nó cũng cứng nè. Các bạn coi cái đã mắt nè. À, sắn, sắn, thấy chưa? Sắn nè. Sắn, 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 sắn. Đó, nè. Sắn, sắn. Tắt máy nữa. Wow, phá hủy một con tàu đó, thành công mỹ mãn. Wow, lôi luôn kìa. Tắt máy nữa. À, lôi. Lôi, 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 lôi. Lôi, lôi, lôi. À, lôi nè. Một lỗ chà bá luôn. Những màn lôi tàu này. Rồi rồi thôi. Rồi 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 rồi. Mọi thứ thành từ món. Wow. Ơi, trời ơi. Xong. Còn cái lô. Rồi xong. Tắt máy nữa. Wow, cái lô cứng dữ ha. Đó, lôi đi nè. Nắm cái đầu lôi. Lôi, lôi. Wow, nguyên một khối cây tốt ghê. Còn nguyên luôn. Có vàng ơi, có vàng ơi. Coi có vàng không? Cái vàng. Thường á, người ta để vàng ở trong cái lô các bạn. Đó là thông tin mình nói thiệt á. Nhiều khi người ta đóng tàu người ta hay gọi là có cái gì đó mình không biết, người ta nghĩ về cái phần may mắn gì đó, người ta để vàng á, người ta hay để vàng trong cái lô này nè. Nên là bây giờ tới phần này mấy anh sẽ vô tiệm. Đây cái tàu nè, bây giờ mấy anh vô coi có vàng không. Cái vàng, cái vàng. Vô coi có vàng không nha. Có vàng nha các bạn. Trời. Có vàng không? Vàng không có đâu các bạn ơi. Có cái đinh thau. Có cái đinh. Tao lại vàng vòng. Thường người ta đi tìm mấy cái tiền vàng rồi đó, người ta có thiệt, cái đó là nói thiệt các bạn, phi vàng á, vàng thiệt luôn á. Rồi giờ mấy anh vô tìm vàng này. Rồi tìm vàng. Có cái bụt mẹ nó không làm mạnh tay quá văng rồi.
cái gì vậy? Kiếm ở ngoài đi, ông làm mạnh tay văng ra ngoài rồi. Giờ cũng khó kiếm lắm ạ. Đây, mấy anh đang tìm vàng này. Thôi đâu. Hả? Cầm không? Mùm. Sao mà không thấy nè? Thường lấy chiếc ở ngoài quảng này người ta thường để đó. Có mộng không ta? Có mộng nè cậu. Có mộng không? Có. Có mộng không? Chưa lên. Có lấy mấy chỗ lên vậy mà. Sao gà cái nó đi. Kiếm gà cái nó đi, gà cái nó đi. Nè này, nè luôn đi. Đây, rút cái này ra để tìm vàng. Khoan, khoan. Nó giờ na phá hủy cái chiếc tàu xong rồi đó. Đây bây giờ thì rút cái lô ra để tìm tìm vàng trong chiếc ghe đã vừa đập nha. Rồi luôn vàng rớt ra luôn. Trường coi nó vô nhà đi Trường. Rồi bây giờ mấy anh đang moi ra trong cái đống gỗ ở trong này các bạn tìm vàng. Thường là tao đóng ghe tao để vàng ở trong cái đầu lô này nè. Ủa thưởng nằm ở đâu anh Tài? Anh Tài. Không có đâu. Thưởng để đâu anh? Đây nè. Hết rồi vô đây nè. À. Để anh tìm vàng. Có thủ à. Có thường nằm đây nè. Cái mộng ừ, cái mộng đâu đâu thường thường nằm đâu đó anh? Ngay đây cái mộng nữa ngay đó đúng không? Thường thường là vàng nằm ngay cái đầu lô nói liền cái đầu tiếp đó các bạn. Không đủ món không lấy vàng không lóc keo không bán không vậy. Anh ra chú ra. Thôi rồi. Chui rồi tháng này chui tháng rồi có không? Ôi gì vậy? Ôi vàng rồi vàng nó lâu mới về luôn. Ồ, oh, wow, dư nguyên một cái lưng con cá luôn các bạn. Quá dữ, quá khủng. Ta đù. Quá bự cái miếng này nha. Rượu. Rồi bây giờ thì tiếp tục nha. Bây giờ thì tất cả chiếc tàu đã được phá hủy xong rồi nha các bạn. Đó, giờ chỉ còn một đống đổ nát thôi. Wow, khô kìa. Ồ, cái đít tàu đấy. Này cái này là chậm không biết bao nhiêu đầu anh tét nha. Chắc là cái video mình tạm dừng tại đây nha các bạn. Đây để cho các bạn qua khối kìa, hoàn coi cái khúc mà giữ không à. Ôi giời má ơi, xe cút khối một cái mịt mù. Ông quá trời cái đít tàu.